Cô xin chào các em học sinh lớp 6. Trước khi học bài học hôm nay, cô cùng các em ôn lại một số nội dung của bài học trước. Câu 1: Thiết bị số hỗ trợ con người trong các hoạt động nào? Thiết bị số hỗ trợ con người trong hoạt động thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin. Câu 2: Chọn nhóm thiết bị có chức năng lưu trữ thông tin USB, ổ cứng và thẻ nhớ. Câu 3: Em hãy cho biết thiết bị nào không thu nhận trực tiếp thông tin dạng âm thanh? Đó là đáp án A. Câu 4: Em hãy cho biết thiết bị nào không thu nhận trực tiếp thông tin dạng hình ảnh? Đó là máy ghi âm số. Và ở bài học trước, các em đã biết được máy tính là một công cụ hiệu quả để thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin. Vậy thì làm thế nào để máy tính có thể hiểu được những dữ liệu, ví dụ như là văn bản, hình ảnh, âm thanh mà con người chuyển cho máy tính để máy tính có thể xử lý? Các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính. Mục tiêu của bài học là các em biết được bit là gì, giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai ký hiệu 0 và 1. Các em cùng tìm hiểu một nhỏ khái niệm bit. Các em cùng quan sát, cô có 4 chú vẹt. Và 4 chú vẹt này có đeo thẻ khác nhau. Và mỗi thẻ gồm có 2 ô tròn. Bây giờ cô thêm một chú vẹt nữa. Các em hãy suy nghĩ tạo thẻ mới cho chú vẹt này, cũng gồm 2 ô tròn và khác với 4 thẻ của chú vẹt trước đó. Các em cùng suy nghĩ và trả lời. Các em sẽ không tạo được. Vậy thì nếu mỗi thẻ của 4 chú vẹt đó gồm có 3 ô tròn, vậy thì em có thể tạo được thẻ thứ 5 cho chú vẹt còn lại hay không? Có. Vậy nếu ta thay ô tròn màu xanh bằng ký hiệu 0, ô tròn màu đỏ bằng ký hiệu 1, thì ta sẽ tạo được rất nhiều thẻ, miễn là ký hiệu 0 và 1 đủ dài. Và điều này gợi ý hình thành nên khái niệm bit trong môn tin học. Và mục đích là biểu diễn và lưu trữ thông tin trong máy tính. Vậy bit là gì? Bit là đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin. Và bit chỉ có thể nhận một trong hai trạng thái, ký hiệu là 0 và 1. Vậy thì các chữ cái và văn bản trong máy tính được biểu diễn như thế nào? Các em cùng tìm hiểu phần 2 nhỏ, biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính. Các em quan sát cho cô có 2 văn bản. Các em thấy 2 văn bản này có khác nhau không? Có. Ở văn bản 1, các em thấy có chứa hình vẽ, hình ảnh. Ở văn bản 2, các em thấy văn bản này là văn bản chữ, không chứa hình ảnh. Và trong văn bản chữ thì các em thấy có các chữ cái, chữ số, dấu cách, dấu chính tả và các ký hiệu. Và ở trong môn tin học thì người ta đã sử dụng thuật ngữ
đó là ký tự để bao gồm chung cho tất cả các phần tử có trong văn bản chữ. Vậy thì ký tự là gì? Ký tự là tên gọi chung cho chữ cái, chữ số, dấu cách, dấu chính tả và các ký hiệu khác. Và phần này lưu ý cho cô là khi các em soạn thảo văn bản, khi em nhập từ bàn phím thì được gọi là ký tự. Và mỗi ký tự đã được biểu diễn bằng một dãy bit xác định. Cô ví dụ như ký tự A được biểu diễn bằng một dãy bit là 01000001. Và hai ký tự khác nhau thì biểu diễn thành hai dãy bit khác nhau. Và mỗi một văn bản thì được biểu diễn bằng một dãy bit. Vậy văn bản, hình ảnh, âm thanh, máy tính xử lý như thế nào? Các em cùng tìm hiểu phần 3 nhỏ, số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh. Thì ở phần này, các em lưu ý cho cô, số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh là việc chuyển văn bản, hình ảnh, âm thanh thành dãy bit, tức là các ký hiệu 0 và 1. Và các dữ liệu được chuyển hóa thành dãy bit thì khi đó máy tính mới có thể xử lý được. Và ở trong phần này các em cũng thấy có các khái niệm là số hóa là gì? Thế nào là số hóa hình ảnh? Thế nào là số hóa âm thanh? Thì các khái niệm này các em có thể tìm hiểu thêm, không bắt buộc. Với các kiến thức mà các em vừa học, các em quan sát cho cô và trả lời cho cô câu hỏi trong tình huống sau. Có một điệp viên hẹn một người cung cấp tin tại một địa điểm bí mật, đó là phòng X. Và để phòng ngừa mọi rủi ro, họ quy ước như sau. Người cung cấp tin mà nhìn lên cửa sổ phòng X, nếu mà cửa sổ có lọ hoa thì cuộc gặp diễn ra bình thường, còn không thì cuộc gặp bị hủy. Vậy theo em có thể coi đây là cách truyền tin chỉ dùng một bit hay không? Vì sao? Các em cùng suy nghĩ và trả lời. Đây không phải là cách truyền tin chỉ dùng một bit, mà đây là cách truyền tin 2 bit. Vì quy ước có lọ hoa là 1, không có lọ hoa là 0. Các em vừa học xong nội dung của bài 4. Thì trong nội dung của bài 4, các em cần lưu ý cho cô. Bit là đơn vị nhỏ nhất. Và bit chỉ nhận một trong hai trạng thái, đó là 0 và 1. Và bit dùng để biểu diễn và lưu trữ thông tin trong máy tính. Như vậy là các em thấy là chúng ta có thể biểu diễn thông tin trong máy tính chỉ với hai ký hiệu là 0 và 1. Nội dung chính của bài 4, các em ghi vào trong quyển tập cho cô để các em hiểu bài và nhớ bài hơn. Dặn dò. 1. Là các em hiểu nội dung của bài 4. 2. Ghi nội dung chính bài học và vở. 3. Từ ngày 27 tháng 9 thì các em sẽ làm bài tập trắc nghiệm trên hệ thống lớp học.hcm.edu.vn.